rồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Super Ten siêu tài năng nhí. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện cùng với công ty Madison Media Group, và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ đồng hành với chương trình, đó chính là Xúc Xích Xúc Lắc, heo cao bồi nguồn dinh dưỡng đến từ thịt. Cảm ơn heo cao bồi nha. Và chúng ta ngày hôm nay lại tiếp tục chào đón những siêu tài năng nhí để bước tiếp vào top 10 của chương trình để có thể trình diễn ở những đêm chung kết. Trước hết chúng ta cùng chào đón hai vị giám khảo chính chương trình của chúng ta, đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành và nghệ sĩ Harry Won. Chị, chúng ta lại một tuần mới rồi. Ngày hôm nay anh chị có mong muốn là chúng ta sẽ tìm một ai đó xuất sắc để mà tuyển thẳng như lần trước không ạ? Mình thích cái gì tài năng mới mẻ mà chưa bao giờ xuất hiện. Dạ, em thấy cái tiêu chí này là chị giữ vững từ đầu chương trình tới giờ. Đúng rồi. Mong muốn luôn luôn khai thác được những tài năng mới đúng không ạ? Trên đời này làm gì có cái gì mà mình mong muốn mà nó có hoài được. Ủa ngon chứ có chứ sao không hay không? Thật ra mà nói thì cũng sẽ có nhiều môn nó có thể lặp đi lặp lại. Nhưng riêng anh thì anh lại mê những bạn mà có cá tính đặc biệt. Anh rất muốn được xem những bạn mà đang thật sự hạnh phúc và rất là tự hào và enjoy khi mình đang làm gì đó để biểu diễn cho ban giám khảo xem. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời đặc biệt mà rất là đúng gu của anh, cực kỳ cá tính. Ủa anh còn gu nào nữa vậy? Không, anh chỉ có gu này thôi. Bớt xạo sự lại. Không, tại vì đây là cá tính mà. Vợ cá tính phải không vợ ha? Nói đi. Gu gì lôi ra đi. Xin được giới thiệu ca sĩ Hồng Ngân. Ây da da. Trời ơi, sao chị sáng sủa dữ vậy trời. Trời ơi, chết thiệt. Chị biết mà, nay chị mặt sáng nhất trong mấy đứa mà. Dạ. Sáng chói chói quá chị ạ. Chói bật mặt luôn, nghe nó thiệt. Chào Thành, chào Harry. Cảm ơn chương trình đã một lần nữa cho Ngọc quay trở lại. Cảm ơn rất nhiều. Lần trước là chị đã thể hiện sự động viên vô bờ bến, cho nên em nghĩ là ngày hôm nay là các bé cũng rất cần cái điều đấy ạ. Tấm lòng của mẹ. Ba con rồi cho nên mọi thứ mình phải hiểu các con. Cho nên hôm nay quay trở lại. Trời ơi, Thành nói chị đi em nhập sao vậy? Sao mà nhập trước vậy? Quá nhẹ hả chị vậy đó. Chị quay trở lại. Ok. Để gặp mọi người và chia sẻ cho các con. Đây là chị rồi đó hả? À sao chị sống được. Có phải chị nữa em ơi. Có nhiều cá tính quá không ạ? À, nhiều cá tính quá. Mọi người mình phải lẫn lộn. Không ai đoán được mình đang làm gì. Chị trở lại là em rồi đó. Yeah. Rất là vui khi Ngọc quay trở lại đây chia sẻ những cảm xúc đến với chương trình siêu tài năng nhí. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ xin được phép mời ba vị giám khảo chúng ta hãy về vị trí ngồi của mình. Chị Ngọc ơi, hôm nay mình quay lại đây rồi thì chị có mong chờ sẽ được thưởng thức những cái tài năng nhí lạ hơn lần trước không ạ? Chờ chị luôn tin tưởng và chị chắc chắn là ngày hôm nay sẽ có những điều đặc biệt hơn nữa. Có những bé mình vô chung kết luôn. Biết đâu được. Đúng rồi. Em ơi, lần trước chị Ngọc tham gia xong về con chỉ đầu đi thi mà. Oh. Không chừng một thời gian nữa là mình chào đón thí sinh con Hồng Ngọc. Đợi nha. À, biết đâu được. Lén lén thi đó. Chị có một đứa nha. Môn gì chị? Nhào lộn này nọ kia. Nhào lộn. Trời ơi. Cái đó hay đó chị. Nhìn cái chương trình này tạo điều kiện cho con. Đúng. Để cho con tỏa sáng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trông chờ ba siêu tài năng nhí thể hiện như thế nào trên sân khấu. Chúng ta hãy cùng đến với siêu tài năng nhí đầu tiên. Xin mời ạ. Con hãy giới thiệu tên của mình và chào cô chú đi nào. Dạ, tên là Nguyễn Cao Anh Tuấn, con 11 tuổi. Ngày hôm nay đến với chương trình, con muốn thể hiện tài năng của mình là gì? Dạ, bắn nỏ ạ. Wow. Bắn nỏ là sao ta? Bắn nỏ. Giống như cái cung tên vậy đó em, nhưng mà nó được làm bằng cái móng. Dạ, gồ ạ. Móng của con rùa em. Wow. Móng con rùa, móng rùa mà bò đi hả? Dạ, dạ, dạ. Oh.
con đến với chương trình với hai mục đích. Đích đầu tiên của con là để giữ vững truyền thống gia đình, cho nhiều người biết tới bộ môn này hơn. Vừa rồi có tập cho cháu trong thời gian cũng ngắn. Bây giờ thấy cháu có thực lực khả năng, cũng mong muốn sao mà cháu nó phát huy được hết cái tài năng của cháu thôi. Trong bộ môn bắn nỏ, để đạt thành tích tốt thì cần tâm lý vững vàng. Cô cho cháu tham gia cuộc thi giúp cháu phát huy tài năng của mình. Cũng mong muốn cho mọi người biết đến bộ môn bắn nỏ này nhiều hơn. Con là Nguyễn Cao Tú, con là siêu tài năng nhí. Mọi người nhớ ủng hộ con nha. Và bây giờ sẽ là phần biểu diễn chào sân bắn nỏ của bé Anh Tuấn ạ. Sợ mấy cái này sợ lắm. Con sợ nha. Uy lực quá anh ơi. Mà con có thể cho mọi người mượn xem cái nỏ của con được không? Dạ. Vậy được ạ. Đây. Cái này là khung nỏ, còn cái nỏ là nằm trên kia rồi. Muốn coi cái nỏ là gì á? Cái cây á. Cứng nha. Con đưa lên mọi người xem. Đừng ngấy nữa, đừng ngấy nữa. Cái cọng này là dù ha, cọng dù. Dây gì con? Cái này dây bằng gì đây? Dây cáp ạ. Dây cáp. Cái nào làm móng cái rùa? Tên của cái nỏ. Rùa là cái truyền thuyết thôi. Theo truyền thuyết là ngày xưa người ta làm cái cung tên được làm cái đầu bật là cái móng của rùa thì kim quy, nỏ thần rùa thì bắn vô là giặc chết hết. Ờ. Là cái truyền thuyết thôi. Vừa rồi là phần để cho mọi người thấy được cái uy lực của cái nỏ mỗi lần bắn ra như thế nào. Cái sợi dây cáp này á để lên rất là khó. Cho nên mỗi lần mà bé bắn và bé lên dây là hiện tại là cần phải có sự hỗ trợ của bố. Ồ. Dạ. Hồi nãy chú Thành có lên thử. Dạ. Lên dây xong tôi lên cơ luôn. Nó nặng vậy đó. Mời bố của bé có thể lên đây để mình có thể giao lưu và hỏi thăm thêm về bộ môn này. Chú Thái Lê xin hỏi phép hỏi tên của anh được không ạ? Tên Nguyên, ở thôn 4 thị trấn Đắc Đoa, Gia Lai. Dạ. Là gia đình mình là có truyền thống là làm nỏ hay là mình chỉ là chơi môn bắn nỏ thôi ạ? Thời gian trước là mới bắt đầu, giờ đam mê xong mua nỏ về chơi xong. Thời gian sau này mình bắt đầu là mình tự làm, tự chơi. Rồi có khi là bán cung cấp nỏ cho những anh em mà đam mê. À, lúc đầu chỉ là chơi thôi. Anh ơi, bây giờ cái cây nỏ này nó là một cái môn thể thao hay là dụng cụ mình áp dụng luôn đi săn trong đời sống này nọ được không anh? Nó vẫn là một môn thể thao của dân tộc thiểu số. Người ta có xài cái cây này đi bắt cá đâu được không anh? Nhưng cây này bắn cá đâu vẫn được. Dạ, vậy thì cho em biết là tại sao anh có thể biết cái môn mà bắn nỏ à? Mình ở vùng cao nên cũng sống gần bên dân tộc thiểu số đó. Từ đó mình bắt đầu mình đam mê, đó là mình học hỏi, mình chế tác ra, mình làm, tự sử dụng, tự thi đấu luôn. À, như vậy là bé cũng đã vì từ đấy mà theo gia đình để mà chơi vào môn này luôn đúng không? À, thế thì con chơi được bao lâu rồi? 3 tuần rồi. Hả? Con mới tập vào chơi vào môn này được 3 tuần thôi. Cái này là nó nguy hiểm, nên cháu tuổi nhỏ là mình cũng không cho cháu nó chơi. Chung là cháu ở nhà là hồi cháu tiếp xúc thì nhiều, thời gian huấn luyện cháu rất nhanh, rất gần. Có nghĩa là huấn luyện thì chỉ có 3 tuần thôi. Lén chơi trước đó đã lâu. Dạ không, do bình thường nỏ là ba toàn giữ không ạ. Là con coi ba bắn thôi đó hả? Dạ. Giỏi vậy, mà tập có 3 tuần mà bắn được vậy. Dạ. Bây giờ tôi đang rất muốn biết là một người mới tập có 3 tuần lễ mà vô siêu tài năng nhí sẽ làm cái gì cho tôi coi. Vô luôn thử thách anh không? Mời con. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách của con luôn nha. Dạ. Rồi, xin mời ạ. Và chúng ta hãy cùng đến với thử thách đầu tiên. Và trên bàn của các ban giám khảo chúng ta có những cái sticker. Và mọi người sẽ là người quyết định xem mục tiêu bắn của bé là ở đâu trên chiếc bảng này ạ. Giống như là hiện tại em có một chiếc sticker màu trắng thì em sẽ chọn cho mình một điểm. 3 điểm còn lại là tùy thuộc mong muốn của mọi người ở đâu. Xin mời mọi người. Bình thường mấy cái này á là ở ngoài góc mới coi là khó đó. Dạ, mình dán trước một cái để cho con bắn thử. Giữa luôn. Chính diện chút xíu đúng không ạ? Chính diện luôn. Như vậy bây giờ chúng ta đã có 4 mục tiêu tỉnh để cho bé bắn chúng. Ở thử thách lần này con chỉ có 5 lần bắn thôi. 4 điểm này thì con thấy là điểm nào là làm khó con nhất? Của Harry Worm ạ. Còn dễ nhất là chắc là của cô Hồng Ngọc hả con? Dạ. Cô Ngọc để trong trung tâm quận nhất là phải rồi. Lượt bắn đầu tiên sẽ nhắm tới mục tiêu nào đây? Chính là ngôi nhà quận nhất của chị Hồng Ngọc.
Trên cái đà này làm tiếp con. Chưa chính xác, vẫn chưa chạm vào màu trắng. Bây giờ con có cần ghi lấy cái đó ra cho con dễ nhắm không? Hay là vẫn để cái cây đó được? Để vẫn để được đúng không? À, như vậy là bây giờ con còn 3 lượt bắn cho 3 điểm còn lại. Cái đó là không có đụng tay vô luôn á. Chỉ để lên trên của cái nỏ thôi. Mũi tên và một mục tiêu nữa thôi. Hay vậy ta. Và đó là mục tiêu khó nhất của chị Harry Won. Hai cha con đang bàn chiến thuật. Chuẩn. Chỉ trời ơi, cái cây này là hơi lệch thì tính ra cái điểm em khó nhất kìa. Dạ vâng, như vậy là thử thách đầu tiên đó chính là bắn vào những mục tiêu tỉnh của bé đã vượt qua rồi ạ. Hay quá. Chúc mừng con. Ban giám khảo của chúng ta có muốn thu nhỏ những cái chấm này lại không ạ? Phải vậy chứ. Thôi, cô Ngọc sẽ làm cho con cảm thấy thoải mái khi con bắn của cô Ngọc. Sống mình cũng phải có cái lúc này, lúc kia, rồi cảm xúc rồi. Trời, vậy luôn đó hả? Hai vợ chồng này cứ chọn mấy chỗ méo 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 ta. Tại vì thấy con giỏi quá nên cô Ngọc thương con lắm. Ôi thương trời ơi, thương luôn. Ghiêu cho con một sự động viên đi vậy. Trời ơi, cô Hồng Ngọc lên tưởng làm cái miếng bự hơn gì mà để ngay mép luôn. Em thích lúc mà cái thế bé quỳ xuống bé bắn. Chính xác, đó nãy giờ. Cái thế đó nó chắc chắn vậy ha. Hay chị hay. Phải làm như vậy đó. MC cũng kiếm chuyện nữa. Như vậy là chúng ta đã có 4 mục tiêu mới. Tôi cho cháu 6 lần. Chú Thành cho con 6 lần bắn với 4 điểm. Và đây sẽ là lần bắn đầu tiên. Giờ mà nó quỳ cái đó thì tớ cái của chị Hồng Ngọc cho nó nằm xuống luôn quá. Sao nó làm dễ quá vậy em? Mỗi lần bắn xong á, tất cả mặt mọi người biến sắc, con thì không. Có hồi hộp không con? Dạ có. Có đó, có chứ, cái này khó mà. Đang làm rất tốt, tập trung con nha. Con trai tôi giỏi quá. Mà con rung mà thấy ba ta vui lắm. Vui mà. Con thấy ba vui lắm. Con không giỏi không vui chứ, mới tập có 3 tuần bắn được vậy đâu có ai cũng được. Bố là tất cả, bố ơi. Bố là số 1 nha. Dễ thương không? Hai cha con, thấy không? Đáng yêu không? Trúng chưa? Anh chị ơi, sát mép. Thấy chưa? Chưa trúng. Cái gì? Bây giờ nè, để trúng. Để mọi người thấy trúng hay không là để Ghiêu đứng đây nè. Con bắn lên một lần nữa cho chính xác.
Ây da. Còn chút xíu nè, còn chút xíu. Anh nói nhìn kỹ thấy cái mí này nó đụng như cái tên rồi. Chúng ta còn 3 lần bắn nữa. À, xin phép được mời mọi người đứng trước bảng để cho con có động lực hơn à. Gil đứng trước nè. Không sao, chúng ta đứng trước bảng với điều kiện Gil đứng trước nữa. Yes. Woo, 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 woo. Xuân, wow. Xuân. Giỏi quá. Không cần đến gần, em đứng đây mắt em bị loạn, em thấy dúm rồi. Còn 2 phát nữa lần. Còn 2 phát lận, chú Thanh nghĩ con sẽ làm được. Con còn một lần nữa mà. Chúng ta còn một lần nữa. Cố lên, một tràng vỗ tay động viên cho Tuấn nào. Còn quá đáng yêu luôn. Em thích cái thể hiện cảm xúc vậy á. Ờ, chứ tự hào về con mình. Thiệt chứ. Có ai mà tập có 3 tuần mà bán phạt 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 chứ không? Nghĩa là anh cũng làm được, anh làm thử đi anh. Anh cho em thử một cái anh trai. Bây giờ Thanh bắn cái nào, bây giờ bắn trúng cái nào cũng được mà bắn miễn sao trọng tâm. Cầm rồi, tay rồi, đi đúng không rồi. Con? À đây đúng rồi. À Thành công. Dạ, vâng, cảm ơn ba vị giám khảo đã xuống đây động viên cho bé. Chúc mừng con đã vượt qua thử thách đầu tiên, thành công. Nâng cấp đi ạ. Mục tiêu tỉnh rồi nâng cấp lên thì sao ạ? Di động. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thử thách tiếp theo, đó chính là mục tiêu di động. Trời thi ghét thiệt. Đây vẫn là sticker trắng lúc nãy và sẽ được điều khiển di chuyển trên một cái thanh xà ngang như thế này. Đó. Trời ơi khó lắm nha. Và người điều khiển thiết bị này em sẽ gửi lại cho ban giám khảo của chúng ta. Dạ. Cỡ như thế này thì anh cho con bao nhiêu lần bắn? 3 lần. 3 lần bắn. Cái này có làm khó con được không? À, tự tin lắm, không khó. Ai cười, ai cười. Tự tin thế là tốt. Bắt đầu. Thử thách bắn mục tiêu di động lần 1. Trời ơi trời, cái gì vậy? Trời ơi, chưa kịp mở mắt nữa. Ô, trời ơi trời, cái gì vậy? Trời, trời ơi, trời ơi, chưa kịp mở mắt nữa. Tôi có Ngọc mới nhắm mắt mở ra cái là con làm rần vậy. Trời ơi, chú định hình luôn, quá xuất sắc vậy. Em mới đếm lần 1 xem chưa kiểu bắt đầu nữa là phụt mất cái từ. Mà mình chưa kịp thích nghi với cái máy này nữa. Mình mới bấm xem mình chờ đợi là nó. Người ta kêu là anh tập trước đi. Mục tiêu nhỏ hơn. Lên luôn, nhỏ luôn à. Wow, quá wow rồi. Đây sẽ là mục tiêu tiếp theo. Con sẽ không thể nào ngờ được đâu. Chà, có một sự lắc léo nhẹ của chú Tiến Hành nha. Hey. Ui. Ê. Ui. Lần trúng. Này anh làm đúng nè. Trúng. Sượt dách luôn. Dạ, sượt qua, rõ ràng là trúng. Tức quá, không sao con, mình còn một lần bắn nữa. Đó. Không thể nào. Quá dễ dàng vậy được. Đúng rồi, không thể nào đâu. Trời ơi. Lần bắn thứ hai. Oh!
Nó ngầu quá. Dữ quá đi. Tôi đổi qua đổi lại liên tục làm cho nó bị hoang mang mà. Dạ. Trời ơi ghê thiệt nhưng luôn chứ. Nhưng mà tôi hoang mang rồi. Nhưng mà người hoang mang lại là anh đúng không ạ? À? Đúng ạ. À. Rồi thêm cái nữa đi. Xuống. Nhỏ nữa. Sai luôn được không ạ? À? Phải nữa. Được không con? Chúng ta đã thu mục tiêu xuống sai nhỏ nhất mà còn màu tối nữa. Kêu bây giờ ra ngoài đó coi là cái tóc khoảng chừng bao nhiêu cm được không vậy? Dạ được ạ. À. Nhắm được. Em nghĩ là tầm 3 xăng ạ. 3 xăng hả? Dạ 3 xăng. Bây giờ con cứ bắn đi, chú sẽ tiếp tục chơi trò chơi điện tử của chú. Cái miếng đầu tiên là 7 cm, sau đó là 5 cm, giờ là 3 cm. Dạ. Căng à nha. Chú Thành lắc quá chú Thành ơi. À! Anh là lừa lọc lắm đó. Đúng nha. Đúng rồi. Thành nãy giờ là lừa lọc lắm á. Wow. Nhưng mà không ngăn cản được. Không ngăn cản được chị ơi. Tài không đợi tuổi, ai mà cản nó nổi. Bụi lửa kia đó nó bay lên, nó trôi, nó đẹp, ôi là đẹp. Nó đã cái nết mình. Nó nhìn nó rất là ngầu. Nó đã cái nư mình, nó có bóc. Là văn liền đúng không anh? Mới có tập có 3 tuần à. Chúng ta có thể thấy được cái niềm vui và cái niềm tự hào rất là lớn từ ba bé Tuấn. Tôi nói là thích cái cách mà hai cha con thể hiện tình cảm với nhau. Vui lắm, con mà lên hung cô cái liền. Đàn ông lắm bắt tan cái nè. Dạ. Trời đàn ông vậy đó. Trời ơi. Có cách nào nâng cấp gì lên cho cô sướng con mắt nữa được không? Dạ đòi hỏi quá. Cái nãy là em thấy nổi da gà dữ lắm rồi á. Cho cái gì mà nó di động nhiều hơn xíu thôi. Lắc léo hơn. Lắc léo hơn. Luôn. Đúng dạ rồi. Được. Xin mời chúng ta cùng đến với lại thử thách cuối cùng. Đây là hai quả lắc được lắc đối xứng nhau và con sẽ phải bắn trúng được cái mục tiêu ở trong. Chúng ta sẽ có một cái mục tiêu để xác định xem là có chính xác được bắn trúng hay không. Bây giờ... Dạ. Mọi người cũng đã hiểu được quy luật của cái chiếc lắc này rồi đúng không ạ? Bây giờ chỉ còn là cái sự thể hiện của con trai của chúng ta thôi. Nào, mời con hãy vào vị trí của mình. Căng nha, cẩn thận nha con. Căng quá. Để động viên con thì hiện tại chúng ta sẽ có 3 lần bắn cho thử thách lần này. Và bây giờ... thử thách bắt đầu. Wow, cái này khó dữ vậy. Lên ăn mừng quá. Hè hè đi anh, lên lên nào, kêu lên chứ. Không hiểu mà thôi. Không hiểu. Trời sao làm được ta? Tuyệt vời. Đâu đây? Tuyệt vời. Rất giỏi vượt qua tất cả những thử thách của chương trình một cách thành công. Chúc mừng con. Cảm ơn sự hỗ trợ của bố rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn chú. Tuấn ơi, cô thấy ai mà tên Tuấn lại cũng đẹp trai hết. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Và cô rất là mê những người mà đẹp trai mà có tài năng. Cô muốn hỏi là con muốn thi tiếp không vợ? Dạ có. Con có còn cái gì bắn hay hơn này nữa không? Suy nghĩ. Chưa luôn. Dạ con sẽ bắn xa hơn. Bắn xa hơn luôn hả? Dạ. Vậy thì mời bé đi tiếp tục chương trình chung kết. Rất xứng đáng. Nút vàng đó hả? Vàng. Em thích. Em nói rồi. Yeah. Đã đẹp trai mà còn giỏi như vậy mà thì phải đi thẳng tiến luôn. Dạ, em nói rồi, em thích.
Có nghĩa là cô Harry Won vừa tuyển thẳng con vào top 10 của đêm chung kết. Thì hôm nay là con đã thể hiện quá xuất sắc rồi, và cô Harry Won đã dùng tấm vé vàng của mình để đưa con vào chung kết. Vía của khách mời đặc biệt của chúng ta hai đúng không ạ? Cặp nào cũng kiếm được. Thiệt á. Dạ. Từ ngày chị tới là em thấy là phong thủy làm ăn đây hơi tốt. Nó lên nha chị nha. Hợp vía đồ. Dạ. Cô Ngọc có muốn gửi lời động viên gì đến Tuấn không ạ? Cảm ơn con này đến với chương trình này để cho mọi người thấy tài năng của con. Cô Ngọc cảm thấy là mình nhỏ bé trong con luôn vậy đó. Bố ơi, hãy làm gì đó thật xuất sắc hơn nữa cho con vô vòng chung kết, mà vô trong nữa cho em phải ngưỡng mộ nữa, được không? Ok nè, thích quá. Ngay từ đầu chương trình mình đã nói là mình rất là thích những bạn nhỏ có cá tính. Đây gọi là cá tính nè. Bạn ấy rất là tin vào những gì mình làm. Tôi chưa bao giờ thấy bạn này có vẻ sờ sệt trước bất cứ một cái thử thách nào hết. Ông bố còn không bình tĩnh bằng bạn nữa. Đúng rồi, ông còn đứng ngoài ông hồi hộp cho đứa con, ông vui rồi ông mừng. Em hy vọng là những ông bố bà mẹ cũng sẽ giống như anh đây, luôn đồng hành với con cái của mình trong mọi cái chuyện mà nó làm tốt. Vâng ạ, cảm ơn ba vị ban giám khảo của chúng ta. Con hai bố con ngày hôm nay đã có một cái màn trình diễn quá tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là phần quà cho con. Hẹn gặp con ở chung kết Super 10 nha. Yeah. Hay quá. Cảm ơn Heo Cao Bò. Khích lệ tinh thần cho con một phần quà nhỏ khác của chương trình. Rồi, hy vọng là con sẽ mang những cái tiết mục đặc sắc hơn gặp lại tất cả mọi người đêm chung kết nha. Rồi, cảm ơn con. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với siêu tài năng nhí tiếp theo. Con tên là Lê Khải Đăng, con năm nay là con 3 tuổi. Con thích nước Hàn Quốc. Con thích quốc kỳ, con thích lãnh thổ và quốc huy. Từ lúc bé 2 tuổi, trong lúc một lần ngồi xem điện thoại, em thấy bé nhớ rất là nhanh. Khi chơi thì bé rất là năng động, nhưng mà khi ngồi vào bàn học á, thì bé rất là say mê. Bé hay đặt câu hỏi cho mẹ là đó là gì, là bé sẽ nhớ rất là nhanh luôn. Cái chi tiết nhỏ nhất trên lá cờ bé quan sát và bé lại nhớ rất là nhiều. Đây là cuộc thi đầu tiên mà bé tham gia nên gia đình rất là vui và tự hào về bé. Mong muốn lần này của gia đình là lọt vào được top 10 của chương trình siêu tài năng nhí. Con tên là Lê Khải Long, là siêu tài năng nhí. Yeah. Chào mừng ba vị giám khảo đang đến với lớp học của bé Khải Đăng. Khải Đăng mấy tuổi rồi con? Dạ 3 tuổi. Khải Đăng 3 tuổi thôi. Cái bộ đồ con là ai mua cho con đẹp quá vậy? Ba mẹ mua đồ cho con. Mà con có tài năng gì mà con đến đây? Có khả năng suy trí nhớ. Siêu trí nhớ hả? Siêu trí nhớ là con nhớ được những gì mà siêu trí nhớ? Con biết nhớ quốc tịch, con biết nhớ quốc kỳ, con biết nhớ lãnh thổ. Nói gì vậy trời? Nhớ quốc tịch, nhớ quốc kỳ và nhớ lãnh thổ à? À, nhớ quốc tịch, nhớ quốc kỳ, nhớ lãnh thổ. Cái này là con tự học hay là ai dạy con vậy? Cô chú dạy con. Con tự dạy con hả? Tự tập hết quốc kỳ, loại giấy quốc hay của Philippines, nó có năm màu đỏ, màu trắng. Đó, cái gì con cũng biết hết trơn. Quốc kỳ với quốc huy. Quốc kỳ, quốc huy. Con ơi, con có biết cô này là ai không? Biết. Cô này là ai? Cô hai đi qua. Trời. Con có biết chú là tên gì không? Tên chú Giám Thần. Hầu quá. Con thi cái này là con tự học hết đúng không? Dạ. Con coi trên mạng con học đúng không? Dạ đúng rồi. Thi chưa? Không ai dạy được nó đâu. Con có mê môn đá banh không? Bóng đá. Bóng đá. Con thích nhất cái đội nào? Thích đội Real Madrid. Mà đội đó là của nước nào? Của Tây Ban Nha. Đội đó đá ở cái giải đá banh nào? Đó của giải La Liga. La Liga. La Liga. Bên này. Đó đúng rồi. Chứ đội này đá giải nào con? Ở ngoài Hà Nam. Đúng rồi hả? Con biết. Tự luôn. Còn Chelsea Football Club. Chelsea. Chelsea hả? Trời ơi. Phải nhờ ban giám khảo phụ em. Rồi bên là Sài Gòn Football Club là ở đâu? Sài Gòn. Có biết không? Ờ. Biết Sài Gòn. Bên này. Dễ thương quá hả? Cục kẹo nó chở vòng vòng nó dễ thương quá. Đội này mới khó nè, đội này không có chữ luôn. Không có chữ luôn. Quê trên ngoại Hà Nam. Ngoại Hà Nam hả? Dạ.
Đội gì vậy quen con? Quen thế là quen á. Wolverhampton. Nó có duyên quá à. Bình Định ở đâu? Bình Định. Đá giải gì? Đó là giải đội bóng đá trong nước để đây. Trong nước để đây. Đá trong nước. Trời ơi, rồi bây giờ quyết định là chị sẽ bắt đầu dịch nha. Chị dịch xuống dưới nha, đợi. Cái này là cái gì? BKMX chắc nước ngoài. BKMX cái tên nước ngoài. BKMX là chắc bên Tây Ban Nha rồi, đúng không con? Châu Âu. Châu Âu. Lừa nó không có được. Nó biết. Trời ơi, con Ngọc chưa lừa luôn nữa. Thấy liền luôn, màu luôn mới ghê chứ. Cẩn thận con. Ok, không ai giành của con đâu, cứ làm đi con. Rồi con lên lấy tiếp đi, kêu gắn cho con. Cái này là không có chữ, nó là... Magical Magic. Trời ơi, năng lượng quá à. Em nghĩ là cho bé tất cả cái này tự cho luôn rồi đó thiệt á. Ê, nó có duyên quá ha. Ai kêu để nha, kêu để cho con nha. Ở đâu, ở đâu? Hà Nội bên Tây Ban Nha nè con. Không phải luôn, trời ơi, người ta đâu đúng. Châu Âu á. Cái gì, là UFC là cái gì? League United. Dốt kìa. Còn Hiền Anh. Trời, cái này giống như chương trình tập thể dục chứ đâu phải là. 22 tỉnh. Hà Tĩnh, trời ơi, tôi biết luôn. Trời ơi. Hà Tĩnh hả? Hà Tĩnh với cái gì nữa? Hà Tĩnh là Mỹ hả? Này. Biết đọc luôn rồi. 3 tuổi mà đọc. 3 tuổi mà sao nó hay vậy? Valencia. Ở đâu đây? Tiếp. Fulham. Ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh. Đây để kêu để cho con trên này nè, để trên này cho đẹp. Không chịu. Tại vì là liên quan á nhau. Liên quan. Để đâu? Để đây. Để đây đúng không? Cái này là đúng nè. Hết chỗ rồi, kêu để trên cao cho con nha. Không chịu. Ở dưới không có cho cái đó lên. Trời ơi. Hồ Chí Minh City. Đúng rồi, nước nào con? Đây, chỗ này. Đây. Đây. Đó, cái này cho dơ, cho cầm lên. Hay quá. Tùy cái cho lên. Hả, cái này nè. Ôi ơi, người ta xác định luôn. Mình để đó. Để lên nha. Rồi, để lên nha. Để hai cái này giống nhau hả? Đấy. Nhưng mà hết chỗ rồi. Đấy hết quá. Chỗ rồi. Có chỗ rồi, vô có cho chỗ con liền rồi. Hay quá. Ở trên được không con? Trên đi. Trên nha. Đó, cái này là cái đội con thích này đúng không? Manchester cái United nè. Cái biểu tượng của cái đội, mỗi cái hình đó đó, đúng không? Wow! Con tự tạo niềm vui cho mình luôn. Rồi, chúng ta chỉ còn hai cái nữa thôi. Con ơi, cái này là ở đâu? Ở đây đúng không? Mệt rồi, anh có cũng vẻ hơi mệt rồi đó. Nè, coi, cuối cùng. Và chúng ta hãy cùng đến với tiết học tiếp theo của Khải Đăng nha. Khải Đăng sẽ ngồi trên đó cùng với lại cô Ngọc. Nhưng mà xin phép được mời chị Harry Won, chị có thể xuống đây để cho đề bài. Ok. Trên màn hình này chúng ta có 3 chủ đề là quốc kỳ, quốc huy hay lãnh thổ. Lãnh thổ. Đúng rồi, lãnh thổ. Mình thích lãnh thổ lắm. Lãnh thổ gì á? Ok, đợi, mình phải đợi. Mình phải đợi nha. Nào, chúng ta hãy cùng đến với một hình của một cái lãnh thổ nào đó bất kỳ để xem Khải Đăng đoán được là nước nào không ta? Phần Lan. Có phải không nha? Phần Lan. Chính xác rồi. Hay vậy ta? Cắt còn phân nửa thôi, coi nhìn ra không? Ok. Rồi, bây giờ thách cái này luôn nè. Con Harry là khó lắm nha. Nhìn con. Indonesia có phải mà? Em mọi người ơi, Harry chỉ có drag đúng là 50% thôi. Yeah. Chỉ show lên 50% thôi. Thu nhỏ diện tích lại xíu nữa chị Harry. Cô Harry đưa cái đề bài mới nha. Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Phải không? Chắc không. Korea. Mà em đưa có một phần thôi. Vậy bây giờ chị làm một cái chút chéo cho em thử ơi chị. Chút xíu, ok, mình sẽ làm chút xíu thử nha. Nước gì vậy ta? Maldives. Ui, Maldives đúng không? Maldives.
có đúng không? Wow. Mình chỉ liều. Mời tiếp nha, mời tiếp, đúng rồi đó. Hay quá vậy ta. Hay vậy ta. Bây giờ là cho chú Trấn Thành lên cho đề bài quốc kỳ đi ạ. Cảm ơn sự hỗ trợ của chị Harry Won rất nhiều. Hãy nhìn đây. Rồi. Này là cái gì? Như này. Như này. Chính xác. Ghê thiệt. Không phải biết được cái này đâu. Này là khó ngang. Dominica. Dominica. Giỏi quá. Chúng ta qua bài tiếp theo nha Đăng nha. Mình học bài tiếp nè. Cô chú chỉ đi, con đợi lâu quá. Con đợi lâu quá. Rồi, gì đây? DGC. Phải không? DGC. Tunisia đúng rồi. Trời ơi, mình là không biết luôn á. Chị là không biết luôn á. Em cũng không biết nữa. À, cái này sẽ bị lừa. Trời đây sao? Gì đi? Gì con? Venezuela. Venezuela. Thôi là... còn đố cái gì nữa anh ơi. Đố quá rồi. Tôi sợ ông luôn á. Bây giờ sẽ là một cái đề bài khác về quốc huy. Cái đó khó nhờ. Đây là huy hiệu của một nước. Trời, huy hiệu khó luôn. Estonia. Estonia. Trời ơi. Giỏi vậy ta. Ai Cập. Dạ, chính xác. Wow. Quá dữ, không một cái nữa thiệt là rùm rà thử. Quá dữ. Cái nước này là tôi chưa biết luôn nè. Nhanh đi chú Thành ơi. Đây là gì? Bolivia. Chắc chưa nè nha. Honduras nha. Sai một điểm rồi. Bị tôi lừa. Bị lừa mất tiêu. Cái này sẽ bị lừa nữa nè. Tôi lừa nữa mà thôi. Thái Lan. Thái Lan. Chắc chưa, chắc chưa. Chắc không con? Montenegro. Montenegro. À, sau đó con trả lời câu sau là chính xác. Dạ. Yeah. Khi em hỏi chắc chưa là bé sẽ đọc đổ qua cái tên Montenegro. Montenegro. Wow. Đúng không? Con có trả lời câu sau. Quan trọng nè. Bây giờ nhớ, mọi người nhớ kỹ cái hình này nha. À. Giờ kiếm Thái Lan nè. Ừ, đúng rồi. Bây giờ kiếm Thái Lan coi nó ra làm sao nè. Thái Lan. Đó, do cái cây, hai cái cánh đó. Do cái cánh, nhưng mà mình nói chắc chưa là bé nhớ nó là khác màu. Đúng. Cho nên là đã đổi kết quả của mình. Cảm ơn sự hỗ trợ của ban giám khảo Trấn Thành. Wow. Hôm nay điểm của Khải Đăng là 9.5/10 nha. Giỏi quá ta. Ở độ tuổi này rất là thích tìm hiểu về lãnh thổ, quốc kỳ, những cái màu sắc. Nhưng mà về cái quốc huy á, ít phổ biến nhất. Nhưng mà bé cũng gần như là đã nắm hết được trong đầu của tất cả các nước luôn. Thật ra có rất là nhiều bé như vậy đã xuất hiện ở nhiều chương trình khác nhau. Nhưng mà riêng bé này, cái mà Thành thích ở chỗ bạn là bạn rất là ngoan. Dù là chúng ta thấy là bạn rất là khó kiểm soát cái năng lượng của bạn. Là bởi vì bạn quá thông minh. À, xong lấy nhẹ mới... Đó, bạn muốn nói gì là bạn sẽ nói. Mình rất là hiểu những cái nhân vật như thế này. Thôi mình để cho bé tiết kiệm năng lượng để cho qua thử thách tiếp theo đi. Bởi vì bé còn những cái khả năng khác nữa. Dạ. Yeah. Bây giờ là chắc là mời cả ba các giám khảo chúng ta hãy về đây để có sự hỗ trợ. Vừa chọn đề bài và vừa giúp là trông bé luôn ạ. Chúng ta sẽ chọn quốc kỳ như lúc nãy và chỉ cho bé nhìn thấy một góc quốc kỳ thôi. Nhiệm vụ của bé là sẽ chọn lãnh thổ phù hợp với lại quốc kỳ đó. Quá. Mình đi dạo chút xíu rồi coi người ta cho mình đề thi. Đi dạo rồi người ta cho mình đề thi nha con nha. Đó, vô đi nào. Chạy. Thôi. Trời ơi, có duyên quá. Cái tài thì ghét lắm nè. Đây, rồi, hết rồi, hết rồi. Chú Thành kéo cho con nha. Khi nào đúng cái nào con kêu nha. Đây. Đây phải không? Đúng không? Bấm nha. Rồi. Rồi. Bưu xe. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả. Quốc kỳ Bhutan và lãnh thổ. Wow. Xin mời hai vợ chồng mình canh bé một đi dạo nữa nha. Mình làm một lần mình phải làm cho khó một lần cuối nè. Lần nữa. Ủa cái gì đó, cái gì đó. Hả? Burkina Faso. Vậy hả? Chạy luôn. Rồi chạy luôn. Burkina Faso.
nước này nhìn quen quá ta. Trời ơi, ta đấm vô liền, đây bấm luôn vô liền. Đây liền, chọn có liền luôn. Nước này thật sự. Chà, đó, cái bài đề bài này là của cô Ngọc đưa ra nha. Lựa một cái hình có vẻ vừa quen vừa lạ. Chúng ta hãy cùng coi quốc kỳ của nước nào ạ. Ôi. Con đã lựa chọn chính xác. Giỏi quá, high five. Giỏi yeah, quá, high five. Chúc mừng con. Quá giỏi. Bây giờ mình nhận quà đi coi. Nhận quà thôi, lên đúng luôn rồi, đi mọi người ơi. Nhận quà nè. Khải Đăng rất là giỏi, môn nào cũng đậu hết trơn á. Cho nên Khải Đăng sẽ có quà đến từ Heo Cowboy nha. Yeah, yeah. Thưa quý vị, trong trường hợp này ban giám khảo chúng tôi không cần nhận xét. Bởi vì nói không lợi cháu. Cháu nó giành hết rồi. Bây giờ phải cho cháu nó được hạnh phúc thôi. Thiên tài. Dạ đúng rồi ạ. Quá giỏi. Rồi. Giờ nó nói nó có tiền rồi. Ôi. Quý vị sẽ gặp lại chúng tôi sau vài phút giải lao. Dạ. Chào sân rất tuyệt vời của đội Taekwondo và em Thanh Hạp, 14 tuổi ạ. Chưa gì là thích mê rồi đó. Nè, nó ra, nó núp ở đâu hồi nào mình đâu có hay.
rồi nó tràn lên như cua bò lên bờ vậy, làm mình hết rồi. Vậy trong bóng tối này. Dạ, nó thích khách chế ơi. Ai là người bài mưu tính kế ra cái trò mà hù dọa? Ai là người bài ra cái bài này? Bài vừa rồi người biên đạo là biên đạo múa Mạnh Quyền ạ. Hèn gì, chỉ có Mạnh Quyền thôi, đúng không? Chỉ có thằng Mạnh Quyền nó mới là, nó mới có quyền làm cái trò Mạnh Quyền. Dọa. Rồi, sao Hạp giới thiệu tên của mình và những cái người hỗ trợ con lúc nãy là mình trong đội nào không? Lời đầu tiên con kính gửi cô Ghiêu Lê và ba vị giám khảo. Con tên là Đào Thanh Hạp, lớp 8. Những cái người mà vừa hỗ trợ con vừa rồi là anh em tập trung đội Taekwondo hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, con tập đội nào? Dạ, con tập là đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Học Taekwondo là giúp rèn luyện sức khỏe với tự vệ bản thân mình. Ở trong thi đấu, con thích nhất là thi đấu đồng đội vì nó có tính đoàn kết. Hạp rất là chịu khó tập luyện và thực hiện rất là tốt những động tác kỹ thuật. Những động tác khó thì thường là những anh chị sẽ có những bài tập hỗ trợ riêng cho Hạp. Thì ngoài việc mà hỗ trợ trên sân thi đấu như là cổ vũ em nói trong bài quyền, thì trước đó thì anh chị sẽ hỗ trợ về nhạc và những động tác của em nó phải đi đúng khớp của nhạc. Con Đào Thanh Hạp đến từ siêu tài năng nhí, mọi người hãy ủng hộ con nha. Con có thành tích gì không? Dạ, con có 2 huy chương vàng vô địch Đông Nam Á và 2 chương vàng trẻ vô toàn quốc. Đọc ra một cái là hú hồn liền nha. Cũng có nhiều kinh nghiệm hết ạ. Bạn hình như nghe nói sơ sơ là cái bộ môn này là chị Hồng Ngọc hồi trước cũng có biết, cũng có học qua đúng không ạ? Rất thích môn Taekwondo. Và hồi xưa cô Ngọc cũng có học qua. Cô Ngọc có thể lên tỷ thí cháu được. Trời ơi, đừng nha, đừng. Thấy một cái gân cốt quẹo một bên liền. Cô Ngọc thích cái môn võ Taekwondo này cực kỳ trong tất cả các môn võ. Bộ môn này nó có những cái thế, những cái đòn đánh rất là ngầu. Cô Ngọc mê cái môn này lắm tại vì đánh rất là đẹp. Giống như vừa rồi con biểu diễn là cô Ngọc đã mê chết luôn rồi. Cho nên cô Ngọc đợi phần tiếp theo của con cho mọi người thấy. Dạ vâng ạ, bây giờ thì hãy vô nghỉ ngơi một tí nha và chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo. Và bây giờ sẽ là thử thách của Thanh Hạp. Giống như chị Hồng Ngọc đã có nói, khi mà vào thử thách chắc chắn là sẽ có những thử thách liên quan đến những cú đá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với lại một kỹ thuật, đó chính là đá móc xoay. Bây giờ nhờ con biểu diễn kỹ thuật đó để cho mọi người có thể hình dung ra được là con sẽ thực hiện cái thử thách này như thế nào. Xin mời người hỗ trợ ạ. Hai bạn lên hỗ trợ có vẻ hơi xanh mặt và hồi hộp. Ở thử thách lần này, mục tiêu sẽ được để trên đầu của hai đối tượng lên hỗ trợ ạ. Bạn Thanh Hạp, con hãy làm nhiệt tình một chút. Nhắm kỹ mục tiêu và ra đòn thật mạnh để cho các bạn có dịp được cọ sát. Con có quen với hai người này không? Dạ có. Có thân không? Dạ có. Sao cái phần biểu diễn này sẽ bớt thân lại? Em sợ là nhiều khi trúng thì do ăn ở đó. Nhiều khi trúng là do cái miệng em trù đó. Em có thể giới thiệu tên và tuổi của mình được không? Em tên Nguyễn Bảo Giao Huy, năm nay em 16 tuổi. Nhìn mặt Huy quen quen ta. Hình như năm ngoái là có lên hỗ trợ cũng cho một tiết mục võ, cũng Taekwondo nào đó của ưng này vậy. Dạo này em còn khỏe hả? Tới giờ khỏe là còn khỏe đó. Thì thường dễ sợ nó quánh quá, quánh thằng nhỏ tội nghiệp. Bây giờ mình sương sương, mình slow mo thôi để cho mọi người biết là Hạp sẽ thực hiện kỹ thuật như thế nào. Slow motion nha. Slow motion á. Em có quen bên phòng răng nào không? Dạ. Chưa không? Huy có bao giờ làm Hạp buồn chưa? Dạ cũng chưa. Chưa à? Ráng đi nha. Thí dụ có cái gì thì báo chú Thành liền để giúp đỡ. Và ở đây chúng ta có hai người hỗ trợ, hai trái bóng tennis được đặt
đúng mục tiêu. Cần đá. Nhiệm vụ của Hạp sử dụng kỹ thuật vừa rồi xoay móc để hạ gục hai mục tiêu, đó chính là hai trái bóng tennis trên chiếc nón bảo hộ này. Chắc một lần là cũng được. Có Ngọc cũng nghĩ là một lần. Một lần một người có nghĩa là hai lần là xong đúng không ạ? Bây giờ là cho nhiều lắm, mà mỗi bên được hai lần là bốn lần thôi đó. Ban giám khảo sẽ cho tụi con là bốn lần đá hai cái mục tiêu này. Mời mọi người hãy về vị trí đứng của mình. Và thử thách của Thanh Hạp bắt đầu. Chúng ta còn một lần đá nữa. Nhẹ nhàng. Tôi đến đây để vạch trần một sự thật là trái banh nó cũng mổ, nó làm đôi, nó nhét bông giấy vô đá cho nó ngầu nè. Cái này gọi là thông minh chứ sao lại. Vậy thông minh nó đã lắm mà. Ừ, thông minh giỏi thôi. Rồi. Chú Thành lỡ xuống đây rồi, chú Thành sẵn đứng làm mục tiêu thứ ba đi. Bởi vì con còn một cái cú đá nữa. Yeah. Chân thành. Một cú đá hụt, chỉ là một cú đá hụt. Một cú đá trúng, Việt Nam sẽ mất một Trấn Thành. Bỏ đi con. Sao không chịu chơi vậy? Cái này không phải là không chịu chơi. Răng anh mà bị anh đang bảo vệ một tài sản. Trời ơi là trời. Mọi người cho con 4 lần đá, mà con đã sử dụng 3 lần đá để vượt qua thử thách lần này. Và quan trọng hơn hết là hai bạn hỗ trợ vẫn còn cười rất là tươi. Bây giờ mình thử thách mới với hai thằng bạn đi, tôi bắt đầu thích nó rồi đó. Dạ, yeah, anh muốn thử thách gì ạ? À? Cứ bày ra đi rồi tôi kêu hai đứa nó lên. Vừa rồi là cú đá xoay lưng và móc, còn bây giờ là chúng ta tiếp tục đá xoay nhưng mà xoay 360 độ ạ. Cái này mới cần tới nha khoa nè. Lần này là không đội nón được anh ạ. Không, đội nón thì không giữ bóng cho đúng bạn rồi. Hạp đá được. Anh Thành đề nghị các bạn là khi mà bạn mình biểu diễn phải cười lên, thể hiện cái sự hạnh phúc khi bạn mình biểu diễn. Với lại khi mà cười lên á, người ta cũng không có dám đá mạnh. Đúng hiểu rồi. Không? Không cười mới đá mạnh chứ. Đúng rồi. Như vậy là mọi người sẽ đứng ở theo vị trí này luôn. Chỉ có một mình Thanh Hạp là phải đứng đá xoay liên tục để mà đá trúng mục tiêu thôi. Là thằng Huy nó vẫn đứng đầu hàng hả? Dạ đây, Huy đây ạ. À. Huy này nó hay lắm chị, hiểu không? Nó đứng ngay cái chỗ đó để mà lỡ mà có chuyện gì là đưa nó đi luôn. Mấy đứa sao khỏi. Và chúng ta sẽ có 5 mục tiêu là 5 trái bóng bàn ở đây. Mọi người muốn thử thách Thanh Hạp về thời gian hay là số lượng cú đá? Cái này khó quá. Dạ yeah. Đá là 12, 13 đứa phải đứng ra xếp hàng pap. Để coi coi cái thể lực nó còn bao nhiêu. Con trai con muốn đá theo tốc độ hay là đá theo số lượng? Dạ, số lượng. Đó. Bây giờ á, gấp đôi đi, 10 người. Rồi, một lần một là 10 người luôn đó, quất rạc. Chú Thành cho con 12 cú đá, 10 trái banh nữa. Đó, 12 cú đá. Dạ yeah. Con có đồng ý với thử thách đó hay không? Con. Cho con lựa chọn. Con đồng ý. 12 cú nha. Rồi. Thể theo yêu cầu thử thách của ban giám khảo, chúng ta hãy cùng mời thêm 5 bạn hỗ trợ lên sân khấu ạ. Xin mời. Và đây sẽ là thử thách đá xoay 360 độ của Thanh Hạp. Ở đây chúng ta sẽ có 10 trái bóng bàn và 10 bạn hỗ trợ. Với 12 cú đá mà anh Thành đưa ra, Thanh Hạp phải đá rớt được hết 10 trái banh này. Đáng yêu nhờ. Như là những bạn nhỏ mới đi mua kẹo bòn bon về, bị bạn đá rớt cái viên kẹo bòn bon của mình. Nếu bạn đá trúng, mình mất viên kẹo bòn bon. Nếu bạn đá sâu hơn xíu, mất luôn hàm răng. Có những đứa nhỏ ngày hôm qua mới đi tập chị, mới tập hôm qua, sao bữa nay chắc nó mới về nó xin nghỉ nè. Và bây giờ sẽ là thử thách của Thanh Hạp bắt đầu. Thằng Huy nó vui lắm.
vượt qua thử thách với lại điểm số là 10-9-10. Tại vì chú Thành biết cái khó của nó là càng về sau mình càng mất lực thì cái độ chính xác của mình nó càng khó hơn. Dạ. Mà đã vậy á, phần sau á, các bạn còn cao hơn nữa. Đúng rồi, mà quan trọng cái cú cuối là thằng Quy. Nó bị xì, chị hiểu không? Nó vui, nó bị xì, nó khó kiểm soát. Đáng lẽ là phải thêm một người nữa. Bậy. Đó là anh ấy, thiệt á. Bà muốn tôi thành phi lê luôn. Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn cùng đội với lại Thanh Hạp nha. Cảm ơn các em. Dạ. Nhưng mà như đây thì chưa gọi là siêu tài năng nhí được. Dạ đúng rồi. Chú Thành chưa thấy một cái gì mà làm chú Thành wow lên. Cô Ngọc nghĩ sao ạ? Cái này cũng là cơ bản thôi. Cơ bản thôi. Nghe mạnh quá vậy. Chuyên môn quá vậy. Cô Ngọc đang đợi một cái gì đó ghê gớm hơn. Dạ. Với cái đai của con. Nhớ một lần mà cô Ngọc bị một cái. Tại vì trong lớp á, cô Ngọc á là người dẻo nhất lớp. Mình lên cấp trên không à. Lúc nào mình cũng được nâng cấp hết trơn. Cho nên mình phải đấu với toàn những người bự hơn mình. Có một ngày nọ đấu với một bạn thì lúc đó là cô Ngọc cũng ổn định lắm, tưởng là mình là coi như chơi cũng tới lắm nọ. Đúng không? Dạ. Dạ, dạ, cũng mạnh như cỡ Quy đúng không? Đó, đó, Quy đó, tâm lý đang cỡ Quy đó. Quy đó nha Quy, nhớ nha, đó. Quất cho một cái. Nó quất cho một cái. Rớt liền, cô Ngọc rớt cho mẹ nó rớt. Trời ơi, bữa đó là tối mặt mày. Cho nên đừng bao giờ coi thường đối thủ. Lúc đó cô Ngọc mới có đai nâu đất thôi, một gạch thôi. Cho nên là cái đai của con á, là con hôm nay là cô Ngọc muốn con phải đấu. Đối kháng đúng không ạ? Đối kháng. Ý hay hết, cho nấu gì nữa. Chị tôi nói mà. Nếu mà nấu đối kháng thì không lẽ Huy. Không lẽ mày nghe nữa. Huy ơi, gọi tên con nữa rồi Huy ơi. Mà như vậy thì có tội cho Huy quá không anh? Ai mà biết. Thôi để cho Huy bình an đi anh. Nhắm làm gì mà vừa lòng cô Ngọc á. Đây dân ta dân võ ta biết á. Huy cũng đã từng xuất hiện ở mùa trước để hỗ trợ cho một người. Cũng là anh là người cho vé vào thẳng top 10 của siêu tài năng nhí với bộ môn Taekwondo. Ân. Bạn Ân hả? Đúng không? Hồ Thanh Ân. Hồ Thanh Ân. Top 10 đó, siêu tài năng nhí của chúng ta ở mùa trước. Cho đội người cũ. Cho đội Hồ Thanh Ân. Đây là một năm tôi mình lớn dữ hả? Trời ơi, sau một năm cháu tôi đã hết mụn. Có cái bồ chưa? Có rồi hả? Có bồ luôn rồi. Trời ơi. Chào mừng Ân đã quay trở lại với lại siêu tài năng nhí nha. Dạ con xin chào ban giám khảo, con chào cô Kiều Lê và con xin kính chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình siêu tài năng nhí. Ngày hôm nay là Ân với lại Thanh Hạp là mình có tập cùng đội với nhau không hay là... Dạ có. À cùng đội luôn. Thế tính ra thì bây giờ là Ân đai đen, là Ân cao hơn Hạp bao nhiêu đai? Cùng đai nhưng mà độ tuổi á con. À độ tuổi cho nên cái màu nó khác. Hạp, con có Hạp Ân không? Dạ có. Con ngắm là chơi lợi không? Con có chơi cần... lại luôn thì tự tin. Con có cần mà 2-1 cần sự trợ giúp của ông Quy không? Hãy để ông Quy bình yên đi em tội. Ok rồi, chúng ta sẽ có một phần thi đấu gọi là quyền sáng tạo của Taekwondo trên một nền nhạc giống như là dance battle với anh. Ok. Yeah. Là freestyle ra đoàn đúng không? Yeah. Và bây giờ xin mời phần đối kháng của Hồ Thanh Ân và Thanh Hạp.
Trời ơi. Wow. Xuất sắc, bữa nay mở rộng tầm nhìn nha. Cô Ngọc nổi da gà luôn, từng cơn một. Lại diện kiến cú đá chỉ thiên của Hồ Thanh Ân. Chỉ thiên, chính dạ, xác. Cái cú đá mà đã... Đá hai cú ở trên đó. Dạ. Trời cái đó đẹp ơi là đẹp luôn á. Dĩ nhiên bây giờ mình không thể nói là thắng bại ở đây được. Cháu nó còn nhỏ, cũng cùng đai nhưng mà sư huynh thì dĩ nhiên kinh nghiệm hơn. Và từng trải hơn 2 năm trời là khác lắm á chị. Khác lắm, đúng rồi. Bạn Hà cũng rất là giỏi ở lứa tuổi của con. Chú nghĩ là khi mình đấu với sư huynh á, tự nhiên người ta phải so sánh mình. Chứ nếu bản thân để con đánh một mình con thì người ta đã thấy wow rồi. Cho nên là chú Thành nghĩ là con phải học sư huynh con ở cái độ điềm tĩnh. Nhưng mà chú Thành nghĩ là cái đường tương lai của Hà còn rất là xa. Chúc con thành công. Cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo Trấn Thành ạ. Và xin mời chị Harry Won. Thì Harry nghĩ là thật ra thì tương lai của Hà cũng sẽ sáng sủa thôi. Nhưng mà cần bình tĩnh hơn, điềm tĩnh hơn và cần cái điểm dứt khoát nhiều hơn. Cái này thì cô nghĩ là nên như vậy. Ai biết được, con cũng có thể trở thành một trong 10 thành viên của siêu tài năng nhí. Mọi người nhìn nhận từ ban đầu con đã chinh phục tất cả cô chú ở đây rồi. Chúc mừng con đã đem lại những cái màn biểu diễn thật là đẹp. Và cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn Ân đã mang lại phần trình diễn hay. Đá lên trời hai phát của Ngọc Phái muốn chết. Đẳng cấp nha, đẳng cấp. Đá hai cái lên trời thích muốn chết. Yeah. Chú Thành cũng sẽ hy vọng bạn Hạp sẽ có cơ hội bước vào top 10 của siêu tài năng nhí năm nay nha. Cảm ơn phần nhận xét và động viên đến từ ba vị giám khảo của chúng ta. Hy vọng là con sẽ nhận được sự yêu mến từ quý vị khán giả để có thể có cơ hội vào top 10 để thể hiện bản thân mình nhiều hơn nữa. Không biết là ở tương lai con có một cái ước mơ, một cái đam mê gì mà con đang ấp ủ không? Con đam mê là giành vé huy chương vàng vô địch thế giới. Sẽ được thôi, cố gắng lên nha. Rồi, cảm ơn Thanh Hạp rất là nhiều. Và ngay bây giờ sẽ là phần quà dành tặng cho Thanh Hạp đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn Heo Cao Bồi. Này, wow, một cái mô hình cho con nha. Wow, cái này khó dữ vậy. Nước này nhìn quen quá ta. Trời ơi, ta đấm vô liền. Đây luôn hả? Đây liền, chọn có liền luôn. Nước này thật sâu. Chà, đó, cái bài đề bài này là của cô Ngọc đưa ra nha. Lựa một cái hình có vẻ vừa quen vừa lạ. Chúng ta hãy cùng coi quốc kỳ của nước nào ạ. Ôi. Chúng ta vừa
cùng xem lại hành trình của ba bé siêu tài năng nhí ngày hôm nay. Có thể gọi đây là một cái vía rất là tốt đúng không ạ? Đến từ vị khách mời đặc biệt của chúng ta, một lần nữa chúng ta lại tìm ra được một bé siêu tài năng nhí nhận được vé vàng của chị Harry Won, bước thẳng vào top 10. Lần thứ hai quay trở lại là siêu tài năng nhí và mình lại được chứng kiến rất là nhiều điều thú vị như vậy, thì không biết cảm xúc của chị Ngọc hôm nay như thế nào ạ? Ngọc có mặt trong chương trình này, Ngọc vẫn cảm thấy rất là hưng phấn và rất là thích. Chúc cho chương trình thật nhiều thành công. Bên cạnh đó, luôn luôn là chương trình được mọi người quan tâm nhiều và yêu mến nhiều nhất nha. Ngọc mong là sẽ quay lại chương trình này một lần nữa. Cảm ơn chị rất nhiều và siêu tài năng nhí luôn luôn sẵn sàng chờ đón sự có mặt của chị đến với chương trình. Chắc phải hỏi thăm chị Harry Won trước. Người đã đứng lên dõng dạc, chị cho em vào top 10. Như lúc đầu ở chương trình chị có nói là chị đang rất trông chờ một điều gì đó đặc biệt xảy ra ngày hôm nay đúng không ạ? Và điều đó đã xảy ra. Và chị cảm thấy như thế nào ạ? Khá là ấn tượng vì mới tập có 3 tuần thôi. Và Harry nghĩ là đây cũng là sẽ là một cái cảm hứng cho rất là nhiều trẻ em. Mà đôi khi là chỉ có làm một thời gian rất là ngắn gọn mà mình cảm thấy cái đó là nó cùng gu với mình đó. Là tự nhiên nó phát triển một cách rất là nhanh chóng và được lên chung kết như hôm nay. Ai biết được. Cho nên các bé ơi, có gì thì mình cảm thấy mình có tài năng giỏi, tài lẻ chính luôn. Hãy xin thi siêu tài năng nhí để trở thành top 10 của chương trình. Chỉ cần bạn biến bất cứ cái môn gì mà bạn đang chơi, đang thích, đang theo đuổi thành một cái đẳng cấp thì tất cả những gì mà mình luyện tập nó đều có thể trở thành một cái gì đó nó thuộc về tài năng. Và chương trình của chúng tôi rất là vui khi càng ngày chúng tôi càng nhận được rất là nhiều những thí sinh tài năng thực sự như vậy. Và Thành đang chờ đợi là top 10 năm nay sẽ là những gương mặt như thế nào. Em có thể cảm nhận được là top 10 của siêu tài năng nhí năm nay sẽ là những gương mặt vô cùng cá tính. Và chúng ta hãy cùng chào đón những tập tiếp theo của chương trình siêu tài năng nhí ở khung giờ quen thuộc, đó chính là 20:35 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình siêu tài năng nhí do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện cùng với công ty Madison Media Group và được đồng hành bởi sự tài trợ của xúc xích xúc lắc heo cao bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Và kính thưa quý vị khán giả, tất cả các em thí sinh khi mà tham gia vào siêu tài năng nhí ở vòng ngoài, có nghĩa là 30 em đều sẽ nhận được một giải thưởng, một phần học bổng đến từ Trung tâm Anh ngữ Walkie Talkie Việt Nam. Và cảm ơn ba vị giám khảo của chúng ta ngày hôm nay rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã động viên hỗ trợ cho các bé siêu tài năng nhí. Xin chào và hẹn gặp lại. Nó trôi ra như hành lý á. Ui dồi. Vô chưa. Đâu rồi đó. Con có cần phải có tiền mới chơi được món này không con? Có à. Con có cả một hộp tiền sắt, két sắt mạnh à. Con có một cái két sắt riêng à. Ông là ông ngoại nuôi của con. Mẹ Huyền là mẹ nuôi của con. Hai chú là chú nuôi của con. Chỉ là gia đình không có ruột thịt. Tại mỗi người nuôi một đoạn thôi. Trong tháng qua nhà người này nuôi nửa ngày, rồi người kia nuôi nửa ngày vậy đó. Heo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần, đừng quên đón xem siêu tài năng nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.